là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếm con người về với cát bụi mơ thì cũng đều đôi tay trắng. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lọc lừa vì kiếp người sẽ vội. Chào mừng em đã quay lại với kênh Thanh Đình ở Sài Gòn. Mình giới thiệu đến em cặp loa Kenwood model VC5, cặp loa dòng cao cấp anh em ạ. Thiết kế cũng dáng rất là đẹp, mặt toàn bộ này mặt bạc rất là đẹp luôn. Các ốp này inox bóng loáng anh em ha. Lo bát màng carbon, viền cao su béo lên bát 12 và ép đơm mắt trâu, âm tiếng rất là hay. Các dòng loa mà bằng carbon viền cao su béo này cũng bát rất là mềm và rất là sâu anh em ha. Tương tự các dòng loa 4 số 1001 của Kenwood, thùng loa thì đẹp góc cạnh luôn. VC5 ha, hai series nó trùng hoặc là liền kề đó. Cái cặp loa này đánh hợp với âm ly bút xe hoặc là CD ô tô hoặc là các âm ly lớn đấy vẫn được anh em ha. Rất là dễ ghép ha, ngoại hình còn đẹp luôn, chất âm thì quá hay luôn. Mình đang đánh kèm với cục dàn Sony B365, dàn này đọc DVD thôi mà, DVD dễ mở quang, làm đát xuống âm ly và đọc được MD luôn. Vậy thì mình bán riêng hai món với nhau ha. Cặp loa thì mình bán cái giá là 800 ngàn, nên là mua thì dễ ghép âm ly v.v. hoặc muốn mua nguyên combo cũng được. Combo thì mình sẽ báo giá cho anh em để lấy. Lưới loa đầy đủ ha, có sợ nhẹ góc này nha. Cái âm này không thể chơi vào đâu được, nó quá hay luôn. Do gì mình đánh với cục vàng, đánh thì dùng STK rất là hợp với các dòng loa này đó ha. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau. Rồi đây là mua vui lòng liên hệ mình 0981333246. Anh em ký kênh nhấn nút thông báo bên phải video, hình cái chuông để nhận video mới nhất từ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại anh em.